Thì là vừa rồi cũng làm lại hết toàn bộ rồi ốp việc hết lên đứa đó. Làm 5T, 5T, 5T bao là tiền mà thứ là tiền ấn rồi. Mà chẳng biết được. trước trước khi còn phải đây các bạn ơi, tôi đã giới thiệu xong với các bạn về cách để chúng ta vặn và gắn lại cái nắp của cái chậu lau nhà các bạn nhé. Và video hôm nay là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn. Hôm nay đến video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn đây là một cái chậu lau nhà các bạn ạ. Và cái chậu trong nhà này nó đang bị bong cái miếng này ra các bạn. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách để cho chúng ta vặn cái miếng này lại các bạn. Vặn lại và chúng ta sẽ gắn lại cho nó chắc. Cậu, chúng ta gắn lại cho nó chắc. Cái mặt bằng đi ra, chú có phải mua ra ngoài nữa không nhá? Trước khi chúng ta muốn chắc là chúng ta sẽ cho một ít cái mặt cưa này vào các bạn. Ngay thở đông cậu nhỉ? Một thằng trai hai thằng phụ đó. Lấy với lại thằng này kia không xây cho thằng phụ cho thằng nếu mà cả buổi sớm được mà cái ngang 2m3 là được 6 hàng với lại dài đây là khoảng hơn 10m được 2,5 hàng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho một ít hai thằng phụ một thằng xây cả buổi sớm được ngang được 6 hàng với lại dòng được chưa được 3 hàng. Và sau đó chúng ta sẽ sốt ruột lắm, cứ kêu chú vì à chú lấy của trời chú quay là chú sang thần ra để cho để chân ăn thành trường nữa đấy, chú sang là cái thân đẹp mà. Tiếp tục ta lại sẽ chua vào các bạn. Ông sang đâu ơi? À ông nhà đâu? Đúng là tìm bốn mũi. Thế chúng ta sẽ cho vào các bạn nhé, à, để rồi ít kêu vào các bạn. Và sau đó chúng ta cũng là cậu về đấy. Và như vậy chúng ta sẽ để cho một cái thời gian cho kiều nó chết thì các bạn. Thì báo mai viết răng cậu nhỉ?
Cường sắp xong chưa cậu? Đồ chưa làm quá. Nhưng mà có bia chứ, nhưng mà ví dụ như lên cúng thì cháu lại cũng không để ý cái gì nữa. Nói ra một quá phần đa là cứ toàn vô bếp núc thôi. Mà tắp bia trên mộ. Cháu không... Hà Nội cháu trong cái bít thôi chứ. Thì là vừa rồi cũng làm lại hết toàn bộ rồi ốp việc hết lên đứa đó làm 5T năm tê năm tẻ rồi vì là nhiều lắm mông ạ, ở trên nữa nhiều lắm, vô cả cái khu mộ đó là làm những điều đấy thì chắc không nhớ được nhiều thì cũng biết gần cây trên đâu khô hồng tiền cũ từ dưới thì có nhớ không hống các bạn ạ, mấy cái đúng cái mấy cái chỗ nó gần giống giống thì hống thì hống mà hay là hống thì đúng và hống hống là cái ông con đầu để ra rồi làm là để ra từng hùng gái nè và là hống và hắn nhớ là hống hống nhớ là hống đây các bạn đã rất là hống. Chắc từ đây các bạn ạ. Hống hống là cái ông nội nhà bay là khóc ông nội nhà cháu đó ừ. Ông nội nhà cháu là lóng à. Ông nội lóng 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 tôi đã giới thiệu xong với các bạn về cách để chúng ta vặn và gắn lại cái nắp của cái chậu lau nhà các bạn nhé. Và video hôm nay là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.